Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại bàn về đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đặc biệt là chúng tôi đã phân tích sâu về vấn đề vốn và phân kỳ vốn cho dự án này ở các số đối thoại trước. Và rất nhiều ý kiến của các khách mời đưa ra xoay quanh con số 58,7 tỷ đô la Mỹ hay là những phương án huy động vốn mà Liên Xanh tư vấn đưa ra cho giai đoạn 1 với 24,6 tỷ đô la Mỹ. Thì đó cũng là nội dung chúng tôi cùng các khách mời trao đổi trong số đối thoại tuần này, và hy vọng là sẽ có thêm rất nhiều thông tin hữu ích cho những người làm chính sách cũng như là khán giả của VITV, những người quan tâm tới dự án, một dự án vô cùng cấp thiết đối với nước ta hiện nay. Thì tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển. Luật sư Phạm Thanh Sơn, trưởng văn phòng luật Tiên Nam Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hà, giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải, Viện trưởng Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edin. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình đối thoại, một chương trình rất là dài kỳ, và có lẽ là nếu ai đã theo dõi đề tài của đối thoại sẽ thấy những góc nhìn rất là khác nhau, những tranh luận sôi nổi ở các số trước, và hy vọng số này cũng sẽ có rất là nhiều những thông tin của các khách mời tại trường quay đối thoại ngày hôm nay ạ. Thì trước khi mà chúng ta trao đổi tiếp về vấn câu chuyện là vốn và phân kỳ vốn cho dự án này, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Thế còn ở đây thì nhìn ra thế giới thì ông Trung Quốc là ông đầu tư toàn bộ bằng ngân sách, cho nên là cái Ấn Độ thì là ngân sách nhưng cộng với vay, cho nên nó có ODA, còn lại các nước đều PPP cả. Đấy, cho nên là chúng tôi cho rằng là bây giờ muốn thuyết phục muốn cái đấy thì hôm ấy chúng tôi cũng có nói là bây giờ PPP, nhưng bây giờ phải xem lại các cái quốc gia đấy họ sử dụng P, họ khó khăn gì, họ thuận lợi gì, và họ thành công bao nhiêu và họ thất bại bao nhiêu, để từ đấy mới được vốn. Chứ còn hiện nay là ta cứ tư vấn chỉ đưa ra là đầu tư công để đầu tư về hạ tầng, thế còn PPP thì là trên cái đường ray, tức là phương tiện thiết bị. Thế thì tôi cho rằng cái đấy nó cũng là một cái chung, thì tôi nghĩ như thế. Tôi nghĩ kỹ rằng ở các nước nó mỗi một cái điều kiện nó khác về mặt trình độ phát triển. Bây giờ người ta trình độ cao rồi thì người ta làm thế này, còn chúng ta đang còn ở trình độ thấp. Nói vốn nhà nước bây giờ thì rất ít, rất bị hạn chế rồi. Cho nên tôi sơ nghĩ là có lẽ cái tỷ lệ nhà nước giỏi lắm làm được đến 30% trong cái tổng vốn đó, cơ cấu là của nhà nước. Còn lại là tư nhân ấy, có lẽ giỏi lắm là được 10%. Nếu trong cái điều kiện này, còn nếu có những cái sự thay đổi lớn về chính sách mà tư nhân của chúng ta nó vượt lên, nhưng mà hiện nay tư nhân vượt lên như anh Vượng, thấy không? Thì anh cũng phải đi vay là chính ấy, chứ có phải của anh ấy đâu. Đấy, do đó cho nên là chúng ta cũng chỉ cỡ độ khoảng 10% là rất nhiều. Hiện nay có 1 tỷ thì được có mấy phần trăm thôi, tính toán. Thế thì do đó cho nên thế còn lại cái phần mà lớn ấy, nhất ấy, vẫn là thu hút đầu tư nước ngoài. Vấn đề là có thu hút được không, chứ còn nhà nước bỏ ra thì đương nhiên phải bỏ rồi, phải tính toán và bỏ ra rồi, và với những cái GDP như tính toán hiện nay, nợ công hiện nay, rồi có tính tới cả năm 20, tính tới cả năm 30 thì nó vẫn ở cái mức cho phép, cho nên mới đưa ra cái dự án này. Nhưng mà theo tôi cái phần của nhà nước ấy là một cái cơ chế mà chúng ta còn phải làm, như nhiều chuyên gia đã nói, phải nhiều rủi ro ở trong đó mà phải khắc phục. Còn bây giờ vấn đề đối với vốn đầu tư nước ngoài vào thì nó phải chính sách như thế nào, lợi ích ra sao, cam kết của mình có thực hiện được không thì họ mới làm. Nếu chúng ta muốn thu hút đầu tư nước ngoài thì có thể Trung Quốc, có thể Nhật Bản là hai cái nước có đủ công nghệ và vốn, người ta sẵn sàng đầu tư vào những cái đoạn nhất định mà chúng ta muốn. Nhưng vấn đề chỉ của Quốc là vậy thì cái đầu tư nước ngoài này có hiệu quả hơn đầu tư của chúng ta không? Đó là vấn đề. Bởi vì trên thực tế, cái đầu tư nước ngoài vào các kết cấu hạ tầng của Việt Nam cho đến nay đều rất đắt cả. Cảng thì người ta nói rằng đắt gấp đôi tư nhân Việt Nam làm. Do vậy mà cái con tính mà để chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài thì tôi nghĩ là khó, không phải là dễ. Về tính về mặt hiệu quả, không phải là một điều dễ. Cho nên thực sự mà nói, rốt cục phải là vốn trong nước. Là vốn trong nước có nghĩa là vốn ngân sách, dù ông đi vay của dân ở trái phiếu hay gì đó, vẫn là vốn trong nước. Vẫn là vốn trong nước. Còn tư nhân người ta góp thì giỏi lắm là họ có thể
làm toa xe rồi các thứ chạy chứ để làm được, tôi nghĩ rằng dứt khoát không, không có chuyện tư nhân góp vốn. Và như vậy con số 5-8-60 tỷ đấy, đấy thì phải tính là ngân sách nhà nước là chính hay là tuyệt đại bộ phận. Ngày 28 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội thảo báo cáo nghiên cứu giữa kỳ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để hoàn thiện báo cáo cuối kỳ do Liên Danh Tư vấn thực hiện. Theo báo cáo, tổng mức đầu tư dự án ước tính khoảng 58,7 tỷ đô la Mỹ, phân kỳ các đoạn Hà Nội Vinh, Vinh Đà Nẵng, Đà Nẵng Nha Trang và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh. Các hạng mục cụ thể như sau: giải phóng mặt bằng cần hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, xây dựng cần hơn 24 tỷ đô la Mỹ, thiết bị depot là hơn 19 tỷ đô la Mỹ, chi phí quản lý dự án và tư vấn là hơn 4,3 tỷ đô la Mỹ, lãi và phí là 395 triệu đô la Mỹ, chi phí dự phòng là hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ. Liên Danh Tư vấn dự kiến phân bổ nguồn vốn đầu tư thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tổng vốn đầu tư là hơn 24,6 tỷ đô la Mỹ, phân kỳ trong vòng 10 năm. Các đoạn ưu tiên dự kiến đề xuất đó là Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh. Phân bổ kinh phí theo hướng tăng dần qua các năm. Cụ thể từ năm 2020 đến năm 2024 chưa cần vốn đầu tư cho hạng mục xây lắp, đến năm 2027 thì cũng mới đầu tư cho hạng mục thiết bị. Do đó thì trong các năm đầu chi phí phân bổ không nhiều. Năm 2020 là 115 triệu đô la Mỹ, năm 2021 là hơn 268 triệu đô la Mỹ và năm 2022 là hơn 315 triệu đô la Mỹ. Đến 3 năm cuối của giai đoạn 1, khi cần vốn cho toàn bộ các hạng mục thì cần phân bổ hơn 5,3 tỷ đô la Mỹ cho năm 2027, hơn 6,7 tỷ đô la Mỹ cho năm 2028 và hơn 7,7 tỷ đô la Mỹ cho năm 2029. Tương tự với giai đoạn 2, từ năm 2030 đến năm 2039, tổng vốn đầu tư là hơn 34 tỷ đô la Mỹ được phân bổ như sau. Những năm đầu chủ yếu sử dụng kinh phí cho hạng mục tư vấn, quản lý dự án và giải phóng mặt bằng. Năm 2030 cần hơn 158 triệu đô la Mỹ, năm 2031 cần hơn 370 triệu đô la Mỹ và năm 2032 hơn 435 triệu đô la Mỹ. Con số này tăng dần qua các năm và dồn kinh phí vào 3 năm cuối của giai đoạn. Năm 2037 cần phân bổ hơn 7,4 tỷ đô la Mỹ, năm 2038 hơn 9,2 tỷ đô la Mỹ và năm 2039 là hơn 10,6 tỷ đô la Mỹ. Theo Liên Danh Tư vấn, từ kết quả dự báo phân tích sự phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018-2040 có thể nhận thấy, với mức tăng trưởng kinh tế dự báo cho các giai đoạn khoảng 6,8-6,3% một năm cho giai đoạn 2018-2030, 6,1-5,9% giai đoạn 2031-2040. Và nếu mỗi năm, Việt Nam giữ mức đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng theo mức phân bổ dự kiến giai đoạn 2018-2030 là khoảng 5,8-5,6% GDP, giai đoạn 2030-2040 khoảng 5,2-5% GDP, thì có thể tập trung phân bổ để vốn đầu tư cho đường sắt tốc độ cao ở mức dành khoảng 9-12,5% tổng mức đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 2020-2030, dành 9-10% tổng mức đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 2030-2040. Và theo tính toán này, có thể dành gần 24 tỷ đô la Mỹ đầu tư đường sắt tốc độ cao giai đoạn 2020-2030 và 34 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 2030-2040. Vâng, thưa các khách mời, trong con số trước thì chúng tôi đã đưa tới cho các khách mời một cái con số đầu tiên mà chúng tôi cùng bàn luận, đó là con số 58,7 tỷ đô la Mỹ. Thì rõ ràng là với cái phương án phân kỳ 10 đến 20 năm với cái GDP của Việt Nam hiện nay 220 tỷ đô, tốc độ tăng trưởng 6,8% thì đây không phải là một con số quá lớn. Rất là nhiều khán giả đã nói với chúng tôi như vậy. Thì không biết là các khách mời tại trường quay có đồng tình với quan điểm như vậy hay không ạ? Thì trước là chắc là tôi xin mời ý kiến của chuyên gia trước, xin mời ý kiến của ông Hùng ạ. Tôi khi nghe MC nói về con đường sắt, trong đầu tôi đang nghĩ đến một cái rất là tuyệt vời, là đang ở Hà Nội và chỉ cần 4-5 tiếng sau thì tôi đã có thể ngồi nhậu với bạn bè tôi ở Sài Gòn. Đấy là điều tuyệt vời. Nói chính xác hơn là đối với con đường sắt, nếu chúng ta làm được, không những là đối với tôi, đối với nhiều người mà đối với toàn dân là một cái điều mà tôi nghĩ là ai cũng mong muốn.
Nhưng chúng ta lại cũng phải đặt lại một vấn đề là chúng ta phải làm như thế nào để hiệu quả nhất, để đỡ tốn kém cho đất nước nhất trong cái giai đoạn mà hiện nay rất khó khăn. Rồi vốn ngân sách như vậy, nợ công như vậy, chúng ta cũng biết rằng là theo cái thống kê hiện nay cái nợ công của người Việt Nam chia trên đầu người là 34 triệu và đang tiếp tục tăng lên nhiều hơn nữa. Thì chúng ta phải tìm ra cái phương pháp nào để làm nó không hạn chế nhất đến cái vấn đề nợ công, hạn chế nhất đến vấn đề đầu tư, để làm sao chúng ta vừa có nguồn vốn, kêu gọi được nguồn vốn đầu tư, vừa đỡ phải tăng nợ công của đất nước và người dân đỡ phải gánh nặng, và để là tạo ra. Và chúng ta cũng nên học là những nước khác cái đường sắt của họ, nhất là Trung Quốc, đất nước bên cạnh chúng ta, họ phát triển đường sắt rất là lớn, rất là nhanh. Thế thì họ làm như thế nào thì chúng ta cũng nên có những cái tham khảo một cách chính xác. Tất nhiên tôi hiểu rằng làm một cái dự án lớn, đảng chính phủ, có nhất là Bộ Giao thông Vận tải, sẽ có những cái tư vấn rất lớn. Nhưng mà chúng ta ngoài cái việc tư vấn thì chúng ta phải xuất phát từ một cái nữa là tình hình thực tế. Vâng. Nhưng ông Hùng nghĩ thế nào về cái tính toán của khán giả rất là đơn giản đấy ạ. Họ nói chúng tôi 220 tỷ đô, mỗi năm là 6,8 đấy ạ. Thì coi như chúng ta mỗi năm chúng ta tăng lên được là khoảng 15-16 tỷ đô. Nhân với cả rất nhiều năm, ví dụ chúng ta phân kỳ 10 năm này, 20 năm, thậm chí cái dự án này đến tận năm 2050. Thì như vậy là cái con số 58,7 tỷ đô nó cũng không phải một con số quá lớn. Số bé, đúng không? Vâng, đấy ạ. Đúng thế. Nếu với một nước giàu, bỏ tiền túi của mình ra, không phải vay ai, người ta làm quá đơn giản. Không phải 58 tỷ đô mà 580 tỷ đô người ta cũng làm được, không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề lúc này chúng ta hãy nhìn thẳng vào cái hiện trạng của đất nước để chúng ta tính toán. Tôi khẳng định rằng tôi cũng muốn làm, và tôi nói là cần làm. Nhưng vấn đề là chúng ta làm sao, như tôi nói ban đầu, làm sao để chúng ta có thể làm được với một điều kiện là hiệu quả cao nhất. Tôi lo lắng đến hai cái. Tôi nói như vậy có nghĩa tôi lo lắng hai cái. Thứ nhất, tiền đâu để làm. Tiền ngân sách thì có cái khó khăn của ngân sách. Tiền huy động vốn trong nước, của tư nhân trong nước, nó có cái trong nước. ODA thì nó có cái điều kiện của ODA. Thế thì chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào? Tất nhiên Bộ Giao thông Vận tải đưa ra ba phương án, tôi cũng đã đọc qua. Cái thứ hai là đầu tư một cái công trình hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Một điều chúng ta luôn luôn không tránh khỏi là đội vốn. Vậy thì lúc đấy nó còn 58 tỷ hay không? Hay là bài học đường sắt Cát Linh, Hà Đông, nó mới có mấy trăm triệu thôi mà nó đã đội vốn lên gần gấp đôi rồi. Thế rồi đường sắt nhổn rồi, tất cả gần như là tôi chưa thấy một cái dự án nào mà không bị đội vốn. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đưa ra phương án làm sao, tính toán của tư vấn, tính cả đến cái việc đội vốn để hạn chế cái việc đội vốn đó. Thì tôi nghĩ rằng mới nên làm. Như vậy là con số không phải là lớn, vấn đề là chúng ta làm nào để tránh thất thoát, tránh lãng phí. Chính và xác. Chúng ta có thể hoàn toàn làm được nếu chúng ta có phương án, đúng không ạ? Và chính sử dụng xác. Cách hiệu quả. Chính xác. Vâng. Và nghĩ thế nào ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với một số ý kiến của chú. Thứ nhất, tôi thấy như này. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam là một dự án có ý nghĩa với đất nước, bởi vì cái tính lan tỏa về mặt xã hội và mặt kinh tế là thực sự quan trọng. Bởi vì khi đường sắt cao tốc đi đến đâu thì chúng ta thấy là cái dòng lưu chuyển hành khách sẽ đi đến đó nhanh hơn và thời gian ngắn hơn, và từ đó thì chúng ta thấy rằng là các cái công ty sản xuất có thể dịch chuyển các nhà máy của họ ra bên ngoài các tỉnh, và như vậy chúng ta đảm bảo cái dòng lưu chuyển đi tốt hơn cho những người làm công cho những nhà máy đó. Thì đấy là một cái ý nghĩa kinh tế rất là tốt. Tuy nhiên thì đứng trên góc độ về đầu tư thì tôi xem xét và tôi thấy rằng là cái phương án thứ ba là một phương án mà tôi cũng thấy là rất là hợp lý, bởi vì vốn ngân sách nhà nước của chúng ta thì hạn chế, và thứ hai là nợ công thì cũng đang rất là cao. Ngoài ra thì chúng ta phải xem xét đến vấn đề là vậy thì nếu mà chúng ta kêu gọi vốn ODA thì chúng ta kêu gọi từ các cái tổ chức nào, và chúng ta phải xem xét cái sự đồng nhất của các cái nhà đầu tư cho chúng ta vay vốn ODA, bởi vì họ sẽ có những yêu cầu về mặt kỹ thuật. Đúng ạ, 13 tỷ đấy chúng ta sẽ thu hút từ các cái cấu phần của các tổ chức nào. Vấn đề tiếp theo là chúng ta phải xem là yêu cầu của họ ra sao. Thì lúc đó chúng ta mới có được một cái tính thống nhất về mặt kỹ thuật, về mặt công nghệ cho cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam. Vấn đề thứ hai là liên quan đến vốn xã hội hóa. Đây là một bài toán mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần phải xem xét trên hai góc độ. Đó là vốn tư nhân ở
ở trong nước và vốn tư nhân chúng ta kêu gọi ở nước ngoài. Vậy cái vốn FDI mà chúng ta kêu gọi nước ngoài chúng ta có định để thu hút cho đầu tư đường sắt cao tốc Bắc Nam hay không? Bởi vì tôi thấy là các cái số trước đây thì chưa thấy đề cập đến cái vấn đề FDI. Nhưng như tôi biết là Trung Quốc họ đã có những chính sách kêu gọi đầu tư vốn trực tiếp nước ngoài. Và họ để làm được điều đó thì hệ thống đường sắt Trung Quốc cũng như là cái cơ chế mà về quản lý cũng như là cơ chế về sở hữu của nhà nước và tư nhân, họ đã có những cải tổ rất là lớn để làm sao thu hút được vốn FDI của các tổ chức đầu tư nước ngoài ở các nước phát triển. Và họ đã phải làm rõ được cái bài toán là vậy thì sở hữu nhà nước trong các cái dự án đầu tư đường sắt về cơ sở hạ tầng ở mức độ như thế nào và tư nhân ra sao. Thì khi họ làm rõ bài toán đó thì các nhà đầu tư nước ngoài khi mà họ cảm thấy là tất cả mọi thứ rõ ràng, minh bạch về vấn đề sở hữu, về các chính sách thì họ sẽ có thể sẵn sàng đầu tư khi mà bài toán tài chính nó hiệu quả. Vâng. Tức là tôi đang hiểu là bà Hà đang nhắc tới cái phương án huy động vốn cho giai đoạn 1 đúng không ạ? Đúng rồi. Giai đoạn 1 thì chúng ta chỉ huy động có 24,6 tỷ đô. Đúng rồi. Thì bà Hà đang quan tâm phương án thứ 3. Đúng rồi. Là phương án là có dùng nguồn ngân sách tiết kiệm là 0,3% GDP một năm. Dạ. Chia cho 10 năm là 2020 đến 2030 là chúng ta sẽ huy động là 10,7 tỷ đô la Mỹ. Vay ODA là 13 tỷ đô la Mỹ từ năm 2025 đến năm 2030, tức là trong 5 năm. Và kêu gọi vốn tư nhân là 1 tỷ đô la Mỹ, tức là bà Hà đang quan tâm phương án đó không ạ? Đúng vậy. Vâng ạ. Ông Sơn nghĩ thế nào? Vâng, tôi thì tôi lại có một cái suy nghĩ nó đứng trên cái góc độ đa chiều hơn một chút. Bởi vì thực tế ra mà nói hiện nay thì về mặt bản chất, việc đầu tư và đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng hiện nay là nó đang gặp phải một số các vấn đề về pháp lý. Liên quan đến việc từ cái việc thẩm định giá, phê duyệt tổng mức, dẫn đến là trong thời gian vừa qua thì tất cả các vấn đề mà nó xảy ra các cái biến cố và các cái biến động về việc là có các cái chính sách của Đảng và Nhà nước về việc là xử lý đối với các vấn đề tham nhũng ấy, thì đa phần là đều ở các cái vấn đề về đầu tư, đặc biệt là đầu tư về cơ sở hạ tầng. Đấy, cho vậy, do vậy thì trong giai đoạn hiện nay ấy, mà nếu như chúng ta cứ đặt ra cái vấn đề là thật ra thì tôi đồng ý quan điểm là nó không phải một khoản tiền quá lớn đối với cả một quốc gia. Và đặc biệt là với các cách huy động vốn hiện nay bây giờ. Thực tế một điều là ở đây thì chúng ta mới chỉ đang nhìn ở trên 3 góc độ huy động vốn thôi. Còn trên thực tế với một cái thị trường mở như thế này, chúng ta có 8 cách huy động vốn cơ. Đó, cho nên là tôi cho rằng là vấn đề về vốn và cách huy động không quan trọng. Mà quan trọng ở đây, cái câu chuyện quan trọng nhất ở đây chúng ta vấn đề ra là về cái cơ chế quản lý. Bởi vì là tôi cũng đồng ý với cả bà Hà về vấn đề là như này. Cơ chế quản lý thì nó mới hoạch định rõ về việc sở hữu là thế nào. Từ khi mà xác định rõ việc sở hữu của các bên trong cùng một tài sản thì trong trường hợp này cái sự gọi là liên kết trách nhiệm và bên cạnh đó là quy trách nhiệm cũng như là cái quyền khai thác của các bên đối với cả cái sản phẩm đó nó phải được cơ chế hóa, nó phải được cụ thể hóa. Việc là đối với cả những dự án lớn mà tốn về ngân sách quốc gia thì thậm chí quốc hội phải phê duyệt. Nhưng quốc hội có phê duyệt về vấn đề liên quan đến cơ chế sở hữu đa thành phần không? Trong khi đó là có cả tư bản nhà nước, có cả tư bản tư nhân, có cả FDI nước ngoài. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có cái cơ chế xử lý thế nào? Thẩm quyền phê duyệt đây thuộc về ai? Hiện tại giờ vốn này là mà nói thì chúng ta vẫn chưa rõ ràng về mặt cơ chế. Cho nên là đứng trên góc độ pháp lý thì tôi cho rằng như này. Vốn không phải là quá khó, mà vấn đề đặt ra là khi vay cái vốn đó về thì chúng ta có cơ chế kiểm soát thế nào? Đấy, cái đấy nó mới là cái vấn đề quan tâm. Ông Hùng bổ sung nhỉ? Đúng thế. Thực ra tất cả những cái dự án mà chúng ta đầu tư vừa rồi, huy động nguồn vốn, chúng ta có rất nhiều cái, còn BT, còn BOT, chứ không phải là chỉ có như vậy. Thế nhưng mà đến bây giờ chúng ta thấy nó bộc lộ rất lớn một lỗ hổng về pháp lý. Mà đến khi mà xảy ra thì không xử lý ai được, bởi vì không biết xử lý ai. BOT bây giờ cũng vậy, gây sức ép. Hiện nay là tôi nghe tin được vừa rồi là có chuyện là đèo cả là do là thế nọ thế kia là đòi đóng, gây sức ép lại với chính phủ của nhà đầu tư. Thế thì nó vấn đề nó xuất phát từ đâu? Nó vấn đề pháp lý. Và chính vừa rồi tôi cũng nói cái vấn đề đó. Nếu chúng ta pháp lý không chặt chẽ, đội vốn vì kỹ thuật, nhưng mà đội vốn về cái chuyện pháp lý, các nhà đầu tư hiện nay rất khó khăn. Vấn đề là chúng ta đội vốn vừa rồi mà rất nhiều nhà đầu tư FDI nước ngoài là khởi kiện Việt Nam về vấn đề gì? Giải phóng mặt bằng. Thì trong cái phương án giải phóng mặt bằng, nó gắn liền với thời gian. Thời gian kéo dài, không giải phóng được mặt bằng,
không giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, dẫn đến là gì? Nó phát sinh chi phí, nó phát sinh nọ, phát sinh kia. Thế thì gây thiệt hại thì nhà đầu tư kiện ai? Kiện nhà nước hay kiện ai? Tôi nghĩ rằng cái đấy là hoàn toàn có. Và nhất đối với những dự án đường sắt này thì thu hồi đất là một vấn đề mà hiện nay đang cực kỳ khó khăn, mà hiện nay là chúng ta chưa có luật đất đai mới mà chuẩn bị Quốc hội sửa. Thế thì nếu mà theo luật đất đai cũ thì tôi đảm bảo là lại vướng mắc. Mà cái vướng mắc nhất là vấn đề đất sạch rồi thu hồi đất đai. Mà bây giờ thì chúng ta lại tiến hơn một cái nữa là chúng ta phải thỏa thuận với dân. Không còn cái chuyện nhà nước đứng ra là thu hồi đất rồi vân vân nữa. Mà phải người dân là cái chủ đầu tư phải thỏa thuận với dân là trên cái mức theo giá mặt bằng. Tôi nghĩ đấy là một cái vướng mà chúng ta trong một cái giai đoạn chúng ta đang chuyển tiếp. Chưa phải một sớm một chiều làm đâu. Mà nếu chúng ta vướng cái đó lại tiếp tục đội vốn mà lại tiếp tục không hiệu quả. Vâng, như vậy là đội vốn là vấn đề mà ai cũng rất lo lắng. Và cái đấy quan trọng hơn là người ta nhìn thấy thì những FDI nước ngoài người ta vô cùng sợ, người ta không dám đầu tư đâu. Người ta sợ là sợ cái đó, chứ không phải là người ta sợ, người ta không tính được cái chuyện là đầu tư vào cái này người ta được lãi bao nhiêu, trong thời gian bao nhiêu. Cái đấy người nước ngoài người ta siêu hơn mình rất nhiều. Nhưng người ta sợ nhất ở Việt Nam hai cái là đối đầu với vấn đề là giải phóng mặt bằng để mà thu hồi đất sạch giao cho nhà đầu tư. Thứ hai là vướng về cơ chế chính sách. Quay lại một chút về cái câu chuyện vốn và phân kỳ vốn theo cái báo cáo thì trước mắt là họ đề xuất là xây dựng đoạn thí điểm là Thủ Thiêm Long Thành, sau khi vận hành thí điểm thì sẽ đưa vào khai thác thương mại vào năm 2028, năm 2029. Và các đoạn ưu tiên dự kiến đề xuất là Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào khai thác năm 2032 với tổng vốn là hơn 24,6 tỷ đô la Mỹ và phân kỳ trong 10 năm từ 2020-2030. Thì với phương án như vậy thì các khách mời thấy có hiệu quả không với cái dự án như này? Bà nghĩ nào? Theo quan điểm của tôi thì với cái giai đoạn thử nghiệm mà chúng ta xây đường sắt cao tốc dầu dây Thủ Thiêm Long Thành. Vâng, trong khi đó thì chúng ta cũng có cái cao tốc, đường cao tốc đúng không ạ? Dầu dây Long Thành thì liệu bài toán đấy có phải là một bài toán hiệu quả hay không thì tôi nghĩ là các chuyên gia về đánh giá hiệu quả dự án cũng phải xem xét, bởi vì lúc đấy thì chúng ta sẽ thấy là cùng một lúc sẽ có hai cái lựa chọn cho người dân có thể tham gia cái dòng lưu thông đi theo cái tuyến hướng đó đúng không ạ? Và như vậy thì nó sẽ có thể dẫn tới là cũng như là chúng ta biết là cao tốc Hà Nội Lào Cai với cái đường sắt ấy, thì sau khi mà chúng ta có cao tốc Lào Cai một cái là cái đường sắt Hà Nội Lào Cai giảm 30% chẳng hạn. Thì vậy thì bài toán là cái nào sẽ là một đường sẽ là cái hiệu quả đúng không ạ? Khi mà chúng ta vừa có cao tốc, chúng ta lại có đường sắt tốc độ cao. Thì tôi nghĩ là cũng phải nên xem xét lại cái bài toán đó trong cùng một thời gian. Còn Hà Nội Vinh, và Nha Trang thì tôi rất là đồng ý với hai cái tuyến hướng tuyến đó, bởi vì nó liên quan đến thứ nhất là các cái khu vực về vùng kinh tế, khu công nghiệp, thứ hai liên quan đến khu du lịch. Và cái tính lan tỏa kinh tế xã hội đều rất là tốt khi mà chúng ta xây dựng được hai cái tuyến đó trước và đi vào hoạt động trước. Bà Hà có con số gì cụ thể cho cái hai tuyến đó khi mà chúng ta triển khai không ạ? Tức là con số khi mà ví dụ chẳng hạn nếu chúng ta đi từ Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay là tỷ trọng vận chuyển bằng đường sắt hành khách nhất chỉ là khoảng 2,7%, nhưng mà theo chúng tôi tính toán dự báo thì là khi mà chúng ta có cái đường cao tốc từ Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh tốc độ cao thì chúng ta sẽ tăng lên khoảng 14% cái luồng hành khách sẽ dịch chuyển sang đi đường cao tốc đường sắt tốc độ cao. Vâng, thì tôi nghĩ là như thế là nó sẽ cũng tăng cái lưu lượng dịch chuyển của các cái dòng hành khách, và như vậy thì cái đường sắt tốc độ cao sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng. Và chúng ta phân kỳ trong 10 năm thì bà nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ với cái vốn đầu tư của chúng ta trong 10 năm là khoảng 24 tỷ đúng không ạ? Thì trong 10 năm tôi nghĩ là đấy cũng là một con số không phải là quá lớn và hợp lý. Chúng ta phân kỳ trong 10 năm như vậy, một chúng ta cứ tính trung bình ra đúng không ạ, thì cũng không phải là con số lớn đối với các cái dòng vốn của chúng ta, từ dòng vốn ngân sách cũng như là dòng vốn chúng ta vay ODA hay là chúng ta kêu gọi tư nhân. Và tôi nghĩ là hợp lý, cũng không có vấn đề gì là quá lớn đối với con số này. Vâng, tôi thì tôi cho rằng là ý kiến của hai chuyên gia thì tôi đồng ý. Tuy nhiên là tôi cũng có xin bổ sung thêm một chút là như thế này. Hiện tại bây giờ ấy, là việc cạnh tranh giữa các loại hình vận tải khác nhau là có một sự khác nhau. Chính bởi vì vậy thì cái vấn đề liên quan đến việc là đầu tư đối với các hình thức vận tải hiện nay bây giờ ấy, là nó cũng có một sự khác nhau nhất định. Nếu như trong trường hợp chúng ta nhìn ở mặt gọi là điểm tích cực thì chúng ta sẽ thấy rằng là về nguyên tắc là đầu tư đường sắt tuy rằng là lớn, giá trị khấu hao lớn, nhưng mà bù lại thì nó sẽ là cái việc đầu tư, nó sẽ là đầu tư dài hạn. Do vậy thì cái vấn đề liên quan việc là phân bổ về các chi phí và khấu hao thì nó sẽ làm cho cái giá thành nó sẽ giảm xuống.
Và do vậy thì nó sẽ tạo ra cái sức cạnh tranh rất là lớn đối với các loại hình vận tải hành khách khác. Như vậy thì nó cũng là sự phát triển xã hội thôi. Tuy nhiên đứng ở trên cái góc độ là tiêu cực thì chúng ta hãy nhìn thấy như này. Hiện nay bây giờ là bản thân ngay chính từ nhà nước cho đến người dân, đến nay chúng ta đang thiếu cái quỹ đầu tư dài hạn. Đối với cả các cái quỹ đầu tư dài hạn bây giờ là gần như không có. Ngân hàng là các tổ chức tín dụng và các cái tổ chức làm về tài chính liên quan đến bảo hiểm thì họ có nguồn đầu tư dài hạn, nhưng đến giờ phút này thì không đem nguồn đầu tư dài hạn để đầu tư mà dùng nguồn đầu tư dài hạn để cho vay ngắn hạn. Đó, cho nên chính vì vậy thì đứng trên góc độ tài chính mà nói thì tôi cho rằng là nếu như cái đường sắt này về nguyên tắc cho dù là vay bất kỳ cái gì thì nó đều phải có các giá trị đảm bảo và niềm tin đối với cả các nhà đầu tư. Và niềm tin nó được gắn liền với cả cái phát triển kinh tế, nó gắn liền với cả sản xuất xã hội. Thế do vậy thì nó phải có gì để đảm bảo. Trong khi hiện nay đến giờ lúc này, giá trị đảm bảo chúng ta thì chắc chắn 100% là chúng ta phải xây dựng lại cơ chế sở hữu để giá trị đảm bảo sẽ chính là giá trị công trình. Vậy thì giá trị đảm bảo là giá trị công trình. Vậy thì khoản tiền đầu tư của các nhà đầu tư lại tiếp tục vay vốn ngân hàng tiếp. Như vậy thì về bản chất là đứng trên góc độ tiêu cực mà nói thì nền tài chính sẽ lại tiếp tục cáng thêm 24 tỷ đô nữa. Và trong trường hợp này thì nó không phải là câu chuyện tiền của nhà đầu tư, vẫn là các yếu tố nguồn vốn xã hội hết, mà các nhà đầu tư cần giá trị đảm bảo để tiếp tục đầu tư thôi. Đó. Thế thì đứng trên cái góc độ đó thì tôi có thể nhìn thấy một điều là gì? Là về mặt bản chất là cái việc phân kỳ đầu tư nó không quan trọng bằng là loại vốn đầu tư. Nó không phải chỉ đơn giản là tiền, mà nó còn là loại vốn, nó là thời hạn đầu tư. Đó, bây giờ đã thì có tôi nghĩ cụ thể về là phải cụ thể hóa hơn. Rồi đấy ạ. Đấy. Cho nên là với tôi thì tôi cho rằng là như này, tôi sẽ nhìn ở trên các góc độ pháp lý và góc độ tài chính. Và khi mà tôi nhìn trên góc độ đó thì tôi thấy rằng là như này, quay đi quay lại vẫn chính là cái câu chuyện là phương án về việc khai thác. Phương án về việc khai thác. Nếu như trong trường hợp mà nhà nước vừa phải bỏ tiền ra đầu tư, hoặc là các nhà đầu tư, nếu nhà nước bỏ tiền ra đầu tư thì nhà nước sẽ thu dần, và trong trường hợp này thậm chí nhà nước phải bù lỗ cho đối với cả các hoạt động. Còn nếu trong trường hợp mà các nhà đầu tư thì 100% hoặc là các nhà đầu tư làm từ thiện, hoặc là nhà nước vẫn phải bù lỗ cho cái phần mà không để giá đội lên quá cao. Thế thì trong trường hợp này thì rõ ràng là các nhà đầu tư họ cần phải đảm bảo về lợi nhuận. Vậy thì cái phương pháp và phương án khai thác hiện nay thì tôi cho rằng như này, chúng ta có phương pháp hoạch định vốn này, huy động vốn này, thậm chí là loại hình vốn này, rồi thậm chí là chúng ta trọng điểm vào một số các đối tượng. Chúng ta có thể là phát hành trái phiếu trong nước, thậm chí chúng ta phát hành trái phiếu nước ngoài dựa trên nguyên tắc là chúng ta chuyển hóa đầu tư trực tiếp. Cho dù bất kỳ hình thức nào đi chăng nữa thì về bản chất họ phải đảm bảo lợi nhuận. Vậy thì giá trị đảm bảo lợi nhuận ở đây sẽ được đảm bảo lợi nhuận bằng cho họ và bằng bù lỗ giá trị đảm bảo lợi nhuận, hay là phương án khai thác dài hạn? Thì cái này là tôi chưa thấy đề cập rõ. Đúng là hiện nay mới chỉ có cái báo cáo mời tiền khả thi thôi, báo cáo mới nhất thôi, nên chắc chắn chúng ta sẽ chờ một cái phương án cụ thể hơn. Tuy nhiên chúng ta đóng góp ý kiến thì sẽ có thêm những cái góc tư vấn cho những người làm chính sách, có một báo cáo tốt. Ông Hùng nghĩ thế nào? Tôi thì hoàn toàn thống nhất thôi. Nhưng mà như tôi nói ban đầu đấy, hiện nay ở đây là có 3 phương án đầu tư. Vâng. Ngân sách nhà nước, đầu tư tư nhân Việt Nam, rồi ODA, rồi FDI nước ngoài. Thực ra cái ngân sách thì chúng ta nói thẳng luôn, ngân sách hiện nay tất cả các công trình xây dựng bằng ngân sách nhà nước đều không có. Trong cái tình hình nợ công chúng ta như này đang phải tập trung làm để trả nợ. Tôi nghĩ rằng đến năm 2030-2035 thì cái việc trả nợ của chúng ta chưa xong đâu. Cho nên là cái vấn đề huy động vốn ngân sách nhà nước để đầu tư những cái công trình lớn này tôi nghĩ là bất khả thi. Đấy là thực tế. Cái nợ chúng ta đến bây giờ là theo Thủ tướng đánh giá là 64,9%, tức là gần sắp ngỡ rồi. Nhưng đấy là con số là thống kê thôi, chứ còn theo tổ chức quốc tế là nó còn đã lên 110% rồi. Để trả nợ cái việc đó không phải một sớm một chiều chính phủ trả nợ được. Cho nên để thu xếp vốn ngân sách nhà nước tôi nghĩ không khả thi. Còn lại 3 loại hình khác, loại hình FDI và huy động vốn trong nước, tư nhân trong nước, chúng ta nhìn thấy thực tế tư nhân chúng ta số vốn rất còi cọc. Đa số các doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có doanh nghiệp nào lớn cả. Mấy ông lớn doanh nghiệp nhà nước thì
tiêu tan rồi. Còn lại mấy doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là vừa và nhỏ, nó chưa phải đủ độ để mà đến mức đầu tư những cái tính chất dài hạn. Chắc là tôi nghĩ rằng tư nhân Việt Nam người ta mới tính được những cái loại đầu tư đến độ khoảng 15 năm, 20 năm thu hồi vốn đã là quá khủng rồi. Tôi nghĩ là như vậy. Chứ còn để mà 50 năm rồi mới bắt đầu hòa vốn thì người tư nhân Việt Nam tôi nghĩ rằng là không ai nghĩ đến. Cho nên cái vấn đề huy động vốn trong nước là khó khăn. Tư nhân trong nước là khó khăn. Họ có thể làm một phần nào đó như nhà ga, hoặc là để khai thác dịch vụ ở ga, hoặc là cái A, cái B, cái C rất nhỏ. Dạ, như kiểu nhà thầu. Kiểu nhà thầu phụ. Như anh Sơn vừa nói. Thế thì nó lại phát sinh ra vấn đề pháp lý là anh được quyền đến đâu. Và nếu xảy ra, người đầu tư người ta quan tâm hai cái là lợi nhuận và rủi ro. Thế thì lợi nhuận thì tôi chưa nhìn thấy đâu, rủi ro tôi nhìn thấy rồi. Ông đập vào đầu tôi rồi. Thì cái vấn đề đấy chúng ta phải tính rất kỹ. Tính rất kỹ. Thứ nhất là cái tính khả thi của các nhà đầu tư trong nước là chưa đủ độ để đầu tư. Cái thứ hai là cái tính rủi ro trong nước nó còn rất nhiều. Vấn đề thứ ba, ODA. ODA là dễ nhất. Trong tất cả bốn phương án đưa ra tôi thấy rằng ODA là dễ nhất. Khó nhưng mà so với ba phương án kia là dễ. Thế nhưng ODA của ai? Và họ đầu tư với điều kiện gì? Tránh tình trạng hiện nay một loạt các đầu tư ODA của Trung Quốc ở trên thế giới đều bị dừng. Bài học lớn nhất là bên cạnh chúng ta là Malaysia. Một cái tuyến đường sắt 29 triệu tỷ đô. Người ta đã bỏ ra mất 5 tỷ rồi. Xin thưa là người ta đã bỏ 5 tỷ và người ta dừng lại. Thứ nhất là người ta phải đền bù cho Trung Quốc. Đồng thời người ta mất 5 tỷ đó. Và người ta vẫn quyết định là người ta dừng lại. Bởi vì những cái yêu cầu của Trung Quốc nó không phải là vấn đề điều kiện về kinh tế mà vấn đề chính trị, ảnh hưởng đến chính trị đất nước. Cho nên vấn đề ODA chúng ta phải huy động ODA, nhưng mà chúng ta phải xem xét rất kỹ cái đằng sau ODA nó là cái gì. Chứ chúng ta, tôi thấy hiện nay cái phong trào mà vốn Trung Quốc và Việt Nam có rất nhiều con đường. Con đường trực tiếp, con đường gián tiếp, đầu tư qua kênh đầu tư cho các công ty Việt Nam, mà vừa rồi hàng loạt các công ty đứng ra làm cái A, cái B, cái C, rồi nó tạo ra những cái sân sau. Tôi gọi là cái sân sau nó không minh bạch về cái tài chính. Và cái đấy chính nó là cái mầm mống để gì? Là bất ổn xã hội. Cho nên là chúng ta hết sức là lưu ý. Còn đối với tư nhân nước ngoài, thứ tư là tư nhân nước ngoài họ đầu tư vào Việt Nam trên cơ sở là tôi đầu tư để tôi lấy lãi. Thì khi tư nhân đầu tư vào, người ta tính ba cái: hiện trạng đất nước bây giờ có đảm bảo cái việc an toàn cho người ta không, an toàn chính trị, an toàn tài chính, an toàn về chính trị, an toàn về tài chính, an toàn về an ninh quốc phòng. Trong cái điều kiện mà như vậy, chúng ta bị OF phía bên đông rồi vân 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 vân, tôi nghĩ trong một cái giai đoạn ngắn chúng ta làm cái điều đấy thì chưa được. Cho nên là tôi nghĩ rằng làm thì cần làm, nhưng phải tính toán rất kỹ. Tôi chưa nói đến cái thứ năm, mà cái thứ năm mới là cái nguy hiểm nhất, là lợi ích nhóm. Lợi ích nhóm trong đó. Đẻ ra dự án, lợi ích nhóm, lợi ích nhiệm kỳ. Tôi cứ đẻ ra, được phê chuẩn đã, làm đã. Rồi đến khi được làm rồi, được vốn rồi, được rồi tôi cấu xong cái là đến lúc ấy tôi về. Còn trách nhiệm đến sau có làm được hay không, hay là có khả thi hay không, lỗ hay lãi, lúc tôi về hưu rồi. Cho nên chúng ta phải tính hết sức cẩn thận trong vấn đề là đầu tư. Vấn đề đó trên tất cả các công trình, chính xác lĩnh vực. Vâng, bà nghĩ thế nào? Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Hùng về vấn đề là dự án về đường sắt cao tốc Bắc Nam là rất quan trọng, rất cần thiết. Nhưng mà cái việc mà chúng ta làm như thế nào, chúng ta tính toán ra sao là chúng ta phải nhìn trên nhiều góc độ khác nhau. Đúng không ạ? Từ những liên quan đến cơ sở hạ tầng, liên quan đến tài chính, liên quan đến hiệu quả, tính khả thi, cũng như liên quan đến cái truyền thông. Ví dụ tôi đang cũng đang biết một cái buổi như này chính là một buổi truyền thông để chúng ta kêu gọi sự thu hút của xã hội, của các nhà đầu tư, đúng không ạ, cho dự án. Vậy thì khi làm một cái dự án này muốn kêu gọi đầu tư tư nhân chẳng hạn, hay là đầu tư nước ngoài chẳng hạn, thì cái truyền thông cho đầu tư dự án tôi nghĩ là cũng phải tính đến, để làm thế nào chúng ta có thể khuếch trương được cái sự hiệu quả của dự án, không những về mặt xã hội và mặt kinh tế và tài chính. Bởi vì hầu hết các nhà đầu tư, cho dù là FDI nước ngoài hay là đầu tư tư nhân trong nước, thì họ quan tâm đến đó là bài toán lợi nhuận, có lợi nhuận hay không,
và cái tỷ suất sinh lời là bao nhiêu và thời gian mà họ hoàn vốn là bao nhiêu. Những cái đấy là họ rất là quan tâm. Và một cái quan trọng nữa như ông Hùng đã nói là đó là rủi ro, đúng không ạ? Cái mà rủi ro mà hiện nay ở Việt Nam chúng ta thấy có rất là nhiều vấn đề. Vậy thì làm thế nào để cho chúng ta khi mà chúng ta làm truyền thông về đầu tư dự án này, nó phải đảm bảo cho các nhà đầu tư cảm thấy an toàn khi mà họ đầu tư Việt Nam và nó có sinh lời? Thì tôi cũng có một số cái góp ý, ví dụ như là đối với nhà đầu tư tư nhân, ví dụ đối với các công ty logistics của Việt Nam tôi đi gặp rất là nhiều. Thì ví dụ đợt vừa rồi tôi cũng có đi vào German Dev hay là Transinmec cũng hỏi họ vấn đề là tại sao thì không đầu tư vào đường sắt, trong khi đó họ đầu tư vào cảng biển rất là nhiều. Thì họ cũng có nói rằng họ hơi ngại ngần khi họ đầu tư vào đường sắt về vấn đề liên cơ chế quản lý, vấn đề sở hữu, và gần như là có một cái gì đấy họ cảm thấy là chưa minh bạch và chưa rõ ràng. Thì đối với các nhà đầu tư tư nhân thì bao giờ họ cũng quan tâm đến sự minh bạch và rõ ràng cũng như là sự hiệu quả tài chính của các dự án mà họ sẽ đầu tư. Vì vậy rất là mong là cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cơ quan liên quan có thể phối hợp với nhau để ra được một cái gọi là đánh giá dự án đầu tư một cách là hiệu quả, an toàn và nó phải chính xác. Cái đấy rất là quan trọng vì nó tạo ra sự an toàn cho toàn bộ dự án sau này. Vâng ạ. Các khách mời còn có thông tin nào muốn chia sẻ nữa không ạ? Trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình ạ. Chắc là một chia sẻ rất ngắn gọn, ông Sơn có thể có một chia sẻ rất ngắn gọn về chủ đề hôm nay ạ. Thật ra thì tôi cho rằng là cái việc mà xây dựng tuyến đường sắt như vậy là rất quan trọng. Tuy nhiên thì là trong cái báo cáo khả thi thì tôi cho rằng như này, chúng ta cần phải xác định rõ về các cái giá trị hiện tại và các cái điểm đầu tư. Bởi vì cái giá trị hiện tại mà mình dựa trên một cái gọi là cái cốt nền sẵn có hay là mình làm mới thì cái điều này nó cũng cần phải rất rõ ràng. Khi mà định lượng được giá trị hiện tại thì lúc đấy mới giá trị tăng thêm, mình mới xác định rõ được. Nếu như trong trường hợp mà là hoàn toàn mới thì chúng ta yên tâm về việc là đầu tư thì nó sẽ không bị chia sẻ về cái sở hữu. Nhưng nếu trong trường hợp mà nó phải đầu tư mà dựa trên nguyên tắc là cải tạo có phần mới nhưng lại có phần sử dụng các cái tài nguyên cũ, thì trong trường hợp này thì cái việc phân định đó thì tôi nghĩ rằng là chung quy đi chung quy lại vẫn là cái cơ chế về quản lý và cơ chế về sở hữu. Đối với cả chúng ta hiện nay bây giờ thì cái hệ thống pháp luật chúng ta và cái trình độ luật pháp của chúng ta đã phát triển rất là nhiều. Thậm chí là tôi nhận thấy rằng là trong vừa rồi Quốc hội thậm chí là có rất nhiều những cái người làm về công tác pháp lý mà thậm chí không phải là đảng viên nhưng bây giờ cũng tham gia vào làm đại biểu Quốc hội. Như vậy thì tôi cho rằng là cái việc là xã hội hóa và cái trình độ luật pháp là chúng ta cũng đã có một cái sự gọi là rất xã hội hóa. Cho nên chính bởi vậy thì ở đây chúng ta phải nhìn nhận trên góc độ là phải xây dựng một cái cơ chế chính sách. Tôi hoàn toàn đồng ý với Hà, đồng ý với ông Hùng là phải xây dựng một cơ chế chính sách hoàn toàn minh bạch. Thứ hai nữa là phải phân định về vấn đề liên quan đến sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân, thậm chí là sở hữu hỗn hợp cũng vẫn phải có cái cơ chế về kiểm tra giám sát lẫn nhau. Đó. Thì tôi nghĩ rằng là minh bạch kèm theo cái chứng nhận về quyền sở hữu thì đấy chính là một trong những điều cơ bản nhất mà các nhà đầu tư đều mong muốn. Vâng ạ. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc xây dựng đường sắt. Nhưng chúng ta chỉ làm khi chúng ta, thứ nhất chúng ta phải minh bạch được. Bởi vì chúng ta không minh bạch được, chúng ta không có gọi được vốn đầu tư. Đấy là cái đầu tiên đã. Chúng ta có vẽ bao nhiêu chẳng nữa, chúng ta không chứng minh được minh bạch. Chúng ta không có hệ thống pháp lý một cách đồng bộ, nhưng mà phải đảm bảo có tính chất dài lâu. Chứ không phải hôm nay chúng ta đưa ra cái cơ chế này, ngày mai rồi sức ép này, sức ép kia chúng ta lại sửa. Và sửa thì ảnh hưởng đến nhà đầu tư. Và các nhà đầu tư vào Việt Nam hiện nay lo sợ nhất cái vấn đề là thay đổi về chính sách. Cái vấn đề thứ ba là chúng ta phải triệt tiêu được cái vấn đề chống tham nhũng trong đó. Bởi vì những cái dự án như này là những miếng mồi rất thơm để các nhóm lợi ích nhảy vào để sâu xé. Bởi vì thời gian, mức độ đầu tư lớn, luật pháp chưa rõ. Chưa cụ thể. Chưa cụ thể. Thế rồi tính hiệu quả chưa cao, chưa ai tính cả. Tính là tính hoàn toàn lý thuyết thôi. Chứ còn đi vào từ lý thuyết đến thực tế đối với những dự án. Tôi nói thật là những nước trình độ rất cao, nó vẫn phát sinh trên cái cơ sở tính toán ban đầu. Nhưng cái phát sinh người ta kiểm soát được, còn cái phát sinh của Việt Nam không kiểm soát được. Những cái công trình đội vốn lên gấp đôi thì gấp ba lần thì tôi nói với chả cái nước ngoài nào người ta dám đầu tư cả. Bởi vì nó phát sinh là có cả gây ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của người ta. Đến thứ ba là cái tiến độ. Với cái điều kiện như hiện nay của chúng ta, chúng ta có đảm bảo cho nhà đầu tư là người ta vào người ta đầu tư, đảm bảo cho người ta đúng tiến độ như tính toán, như cam kết không? Tôi nghĩ rằng chúng ta chưa làm được việc đó. Thì chúng ta nên xem xét đầy đủ mọi khía cạnh, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia
kể cả những ý kiến chuyên gia nước ngoài, chuyên gia trong nước, chứ không phải chỉ qua nhà tư vấn. Một mình nhà tư vấn không làm được điều đó. Cho nên là tôi có một ý là nên chúng ta tổ chức những cái hội thảo nhà nước và hội thảo những cái chuyên gia gọi là độc lập, không cùng cái lợi ích. Ví dụ những cái viện, những cái tổ chức khoa học tư nhân mà nó không cùng đồng lợi ích với nhà nước, hay là nó không đồng ấy, thì tiếng nói nó mới hiệu quả. Phản biện xã hội. Phản biện xã hội. Và chúng ta phải lắng nghe, chứ không phải là chúng ta làm xong chúng ta để đó. Điều nguy hiểm. Điều đó đấy không chỉ với công trình này mà với tất cả những vấn đề khác ạ. Chính xác. Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa các khách mời, chúng tôi là những người làm truyền thông, những người làm báo chí, thì chúng tôi luôn quan tâm đến những vấn đề nóng của nền kinh tế đất nước, ví dụ như cái việc mà chúng ta có một cái dự án lớn như này. Tuy nhiên với góc độ người dân thì cũng như là tất cả khách mời đây thôi và khách mời của các số trước, chúng tôi cũng luôn mong muốn là có một công trình như vậy để chúng ta đi lại thuận tiện, an toàn, đặc biệt là cái câu chuyện là an toàn so với cả những cái phương tiện khác. Thì chúng tôi cũng rất là mong thông qua chương trình như thế này được mời tới đây rất nhiều khách mời, có thể là luật sư, chuyên gia kinh tế, người làm về pháp luật, rồi các giảng viên ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng ta đóng góp ý kiến. Và chúng tôi cũng nhận được những phản hồi rất là tích cực từ những người làm chính sách. Họ thông qua chương trình như thế này, họ có thể nhìn nhận lại và họ cũng có thể là bổ sung thêm những cái thông tin cho cái báo cáo của mình. Hiện nay chúng ta đang là báo cáo giữa kỳ, sắp tới sẽ ra báo cáo cuối kỳ, và chúng tôi hy vọng là sẽ có rất là nhiều cái điểm mới làm rõ hơn để chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm vào cái tính hiệu quả cũng như là cái sự minh bạch rõ ràng khi mà liên quan tới cái công trình này. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Xin chúc các khách mời có thân nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chương trình ạ, và tham gia với chúng tôi những số tiếp theo nữa. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV, www.vtv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.